Yo, hello nha, chào mừng nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Xin chào anh em game hay tài chế mình đây, từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm trước và video cho anh em xem video về like, share, đăng ký, đăng ký phải xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video công chiếu tối nay thì tiếp tục đến với mini game tặng thẻ cào với số bên kênh từ đường phố anh em và vui chơi sự kiện cũng như điểm qua mọi thứ anh em. Đặc biệt ở video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi test sức mạnh của tướng mới anh em BG. Để xem sức mạnh của BG sẽ như thế nào anh em. Hôm qua tôi vừa sẽ đánh với mấy cháu E1, E5 mà thấy khỏe quá anh em. Hôm nay tiếp tục lại cho cháu lên sàn các bạn. Nên nào, lại có tí điểm lại up lên anh em. Tiếc cái giờ lại đúng đợt éo le các bạn, hết điểm rồi. Tôi đang băn khoăn các bạn, bởi vì hiện tại là Lee Jin nhà tôi đã chính thức là rời khỏi team rồi anh em. Đó. Hiện tại cho nó đã chính thức là mời khỏi team rồi. Có khi nào reset cháu Lee Jin không nhờ? Reset Lee Jin thì cũng lấy được ít form đấy nhờ, mười mấy form ta, từ anh em xem nào. Hiện tế này. Rồi. Được mười mấy form, 5 sao, 10 sao anh em. Được 9 form chứ đúng không? 2, 4, 6, 8, đúng rồi, 9 form anh em, 9 form. Chín form mà hiện tại correct nhà mình là mở cái này là cần 15 form đó, 15 form. Trong túi tôi hiện tại bao nhiêu form 10 sao đây? Còn được 2 form anh em, mới được 11. Thiếu 4 form. Cũng qua quá đấy anh em nhé, 1 mét dưới đá nâng đồ. Ồ, cũng nghe cũng bắt đầu hợp lý nhỉ. Đúng không? Nghe cũng bắt đầu hợp lý đấy anh em, 4 5 6 7 8 này. Thế là tính ra là chúng ta chuyển tách thêm một cháu nào đấy nữa là ngon cơm luôn, để xem nào. Hiện tại team tôi là cũng dư mà các bạn. Không có là không cần thì không có, cần thì đi tách bố già thôi cũng được các bạn. Đây Kinemon này, tách Kinemon đây cũng được này. Ôi, tách Kinemon ra là cũng ngon đấy anh em. Đây không có tách bố già ra, nhưng bố già thì để ăn dùng được. Lee Jin không có giờ tách ra lưng lại à? Lưng lại thì cũng hơi phiền nhờ. Thôi tạm thời tính thế đấy anh em nhé. Chúng ta ghé qua bên fanpage anh em để qua sự kiện sau đó đi test BG anh em, không muộn mất. Ưu đãi nạp X3 FP thứ nhất trong ngày 29 tháng ngày 29 30 31 3 ngày anh em, trong 3 ngày. Nối tiếp bằng là sự kiện ngày hôm qua anh em, thì đây áp dụng trong 3 ngày nạp anh em nhé, có cơ hội X3 FP thông qua các gói nạp từ 00 giờ. Ok, ngoài ra Lamy sẽ ưu đãi thêm miễn phí cuối tháng 3 này. Cũng chờ đó nhé, phần quà có phần quà miễn phí đấy anh em nhé, không thể bỏ lỡ đóng góp anh em rồi. Ok các bạn, trên sự kiện gì đâu, hết rồi các bạn rồi. Ok anh em đi check qua sự kiện xem nào. Không, hắn còn sự kiện đăng nhập tiếp này. Đây anh em đăng nhập nhận quà miễn phí này. Đây anh em nhá, tiếp tục anh em đăng nhập nhận quà miễn phí các bạn nhá, ngon lành. Tuyệt vời luôn. Gói ưu đãi đây anh em. X3 FP. Vô 490k. 5 dương đợt ạ. 6.000 FP luôn. Ủa cái quả là BG chat thế, 2 triệu lận ạ. Thật sự các bạn nhìn trên chat đấy, nhưng mà nói chung nếu có tiền thì nạp gói đầu này cũng được này, 1-2 gói đầu này cũng được này, gói này cũng được này anh em này. 5 dương thì còn nạp chuẩn hết FP đấy anh em, 6.000 FP với sự kiện hiện tại xem nào. 6k FP cũng ngon đấy nhờ. Uầy, mấy bác VIP này tha hồ mà nạp này, tha hồ mà quậy rồi, nghe em thơm ngon bổ phổi đấy chứ. U là trời. Lên tiếp nào anh em, có điểm là phải lên ạ. Trời ơi, lúc thì huy hoàng lưng bao nhiêu cũng được, giờ nghĩ đi lưng to từng tí một nghe cay đấy nhờ. Chả lẽ mình làm thật các bạn lại hủy đi hết giờ. Không, bởi vì cái kiểu hủy tướng cũng phải là cái sở thích của tôi anh em. Bây giờ cứ hủy đi lại thế tôi cũng không khoái anh em. Bây giờ ép tim dần đi chứ không ép thì cũng không được. Nghe được tí tôi check rồi nhá. Ok anh em, xong hồi suy nghĩ tôi vẫn quyết định là thôi cứ vứt đấy đây anh em, tính sau các bạn. Từ từ tính các bạn.
Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi test sức mạnh của BG anh em nhé. Mang thuyền gọi nhé, test mang thuyền luôn cho nó ổn áp. Đây. Đặt đây là hợp lý đúng không nhỉ? Đặt ở chỗ này đúng không? Tôi nhớ chỗ này là trên đây ta. Ok anh em, lưu nào. Rồi. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi test BG nào. Rồi ok các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đi test BG anh em nhé. Để xem BG có xứng danh là... Bây giờ phải gọi là gì? Top 1 solo không anh em? Nghe bảo hiện tại là đang top 1 solo đấy anh em. Sẽ có xứng đáng với tên gọi này không? Đấy, vua đam kè, thánh đam ấy. Nhưng mà cái đấy tôi test sau anh em. Đợi theo lên E5 thì chúng ta mới test sức mạnh đấy. Hiện tại thì chúng ta test khả năng solo đừng tay đôi của BG chứ anh em nhá. Nghe bảo con tướng này hiện tại không khác gì gọi là... Chứ nào? Bác gấu hiện tại để con đấy à? ST tập thể. Đây 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 các bạn, BG có 1 triệu dưới lực chiến rồi anh em nhá. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ ra trận để test với tất cả luôn anh em. Đầu tiên đấu đánh thẳng với Nguyên Mệnh Dịch anh em, một trong những tướng cũng đang gọi là ở thời điểm hiện tại là mới anh em. Hiện tại là Nguyên Mệnh Dịch đang có lực chiến là 5 triệu anh em. Đó, 5 triệu các bạn nhá. 5.151. Đánh với BG E1 anh em. E1 các bạn nhá, xem đây có cân cả thế giới không các bạn. Vâng. Với những pha giao lưu đoạn đầu thì ok. Cái này thì không quá lạ, bởi vì win thì nó gây độc với cả nó hiện tại là E5 anh em. Nhưng mà chúng ta tôi vẫn muốn test anh em, bởi vì có thấy BG mạnh quá. Cứ từng tráng một anh em. À thế dưới đáy rồi, ok dưới đáy rồi. Legion này, Legion 2.8 anh em, qua tôi nhớ không nhầm Legion là bị thua anh em. Đây Legion 2.8 nhà mình hôm qua là không nhầm là bị thua các bạn nhá. Tôi bật lại chế độ anh em. Xem X1 luôn cho nó đẳng cấp bạn nhá. Sát thương gây ra xem nào. Vâng. Xin là xin vĩnh biệt luôn ạ. Cực gát luôn anh em, nhưng mà không ạ. Rồi. Tiếp tục anh em. Anh No này 2.3 các bạn nhá. Luật nhà mình đây anh em 2.3 này, ra trận luôn. Xem 2.3 có giá trị dinh dưỡng thì không. Room. Con đồ này được có một nháy này nữa thôi anh em. Quá rồi. Nguyện top 1 solo đây rồi anh em. Hiện tại chắc tôi nghĩ không có con tướng nào solo ngang cháu này. Bởi vì bây chưa lưng lên E5 anh em, mới đang E1 thôi. Mà đã thấy số lượng ao trình khá là nhiều anh em. Còn chưa lưng đặc thù thứ gì hết anh em nhé. Tiếp tục là Ichiji này 3.1 anh em. Tiếp tục so gang với Ichiji 3.1 các bạn. Một mình cân thả thế giới là có thật anh em. Đừng có đùa với chúng tôi. Đó. Bạn đừng có đùa với chúng tôi anh em. 3.1 của bạn mà to à. Úi. Ô kìa. Cho nó đánh và cho nó ké luôn các bạn. Vâng. Vẫn thua Ichiji anh em nhá. Có đôi chút để kéo lại danh dự tí rồi. Tưởng này ăn luôn Ichiji nó toàn các bạn làm trận 2 nhá. Dù sao không thắng được phải làm trận 2 các bạn. Nhưng cơ độ mà gặp E5 mà nó đánh thế này thì cũng căng đấy nhờ. Đấy, lần này thì tí nữa toang ở đâu nữa anh em. Có lần này thì xíu nữa thì cháu Ichiji toang rồi các bạn. Và hiện tại là anh em phải nhớ sức mạnh của BG. Hiện tại chúng ta đang là E1 các bạn nhá. Chưa được book thêm một số tăng chỉ số linh tinh nữa đâu. Wow, cái này là cụ này cũng quá khô một lần đâu ạ. Tiếp tục các bạn. Chanri 4.1 cho đi, cho đánh với Chanri 3 triệu nữa anh em. Thì tôi sợ là Sanji sẽ ăn được cháu nó nên là tôi cho đánh với số to trước. Nếu như mà ăn được số to, không ăn được số to thì tôi sẽ đánh với số nhỏ anh em. Kiểu vậy. Nổ cước sung thiên. Mất 3 lượt. Đúng như tôi nghĩ anh em, không ăn được số to đâu, chuyển sang số nhỏ. Nhưng mà nếu không có khiên thì tôi chưa biết nha, tí mở khiên ra coi anh em. Quả này thấy Sanji có khiên thấy cũng không chuẩn lắm. Ok, đánh với cái Sanji 3 cụ được chiến coi anh em. Uầy, nhưng mà căng nhờ, mới E1 thôi anh em, trời ơi. Đây là sức mạnh của BG, hiện tại đang E1 anh em và chưa full trang bị đặc thù nha. Chưa full trang bị đặc thù đâu anh em. Full trang bị đặc thù thì còn ở một thế giới khác ạ. Lúc đấy thì nó sẽ là một cái tầm khác hoàn toàn các bạn. Không hẳn chỉ là như này không thôi đâu. Ok, đa số này đều do Sanji còn khiên các bạn. Đấy, theo cá nhân tôi thấy, úi dồi ôi. Rồi, ao trình các bạn, ao trình rồi.
Rồi ok các bạn, chúng ta sẽ thử ra đội khiên anh em. Tiếp lại nữa với Sanri 4 cụ anh em. Đây các bạn Haki. Ok, chúng ta sẽ đổi qua dạng này coi. Nếu như đổi qua dạng đấy thì liệu Sanji có chịu nổi BG không anh em nhá. 4 triệu chiến liệu có ăn được không? Rồi. 4 tỏ lực chiến ra trận. Còn nhiều anh em cứ bình tĩnh, còn Kata các thứ phía sau còn rất là nhiều các bạn. Tôi sẽ test hết anh em, không trừ cháu nào luôn. Một tun. Rồi đá đi Sanji. Nhưng Sanji E4 thì chắc thương cao hơn thì tôi nghĩ cũng khó nói. Vâng, vẫn không ăn được các bạn nha. Vâng. Nhưng mà E3 thì quên với 3 triệu lực chiến đấy thì thoải mái các bạn. Cũng khé đấy. Trời ơi, anh mới E1 thôi ạ. Vâng, anh BG nhà mình mới E1 thôi anh em. Kata này 3 triệu 8. Vâng ạ, mới E1 thôi anh em. E1 mà cân cả bầu trời đâu nữa anh em. Úi dồi ôi, BG nào. Úi trời, cũng càng đấy. Dạ, Kata nó dồn cũng đau nhờ. Tiếp tục nào. Rồi, mày đỡ được anh em. Vâng, vẫn thua Kata. Không sao anh em, chúng ta chỉ đi test, chúng ta để tế độ ao trình thôi anh em. Tôi thấy sức mạnh của BG quá khủng anh em thấy không. Đây toàn đang solo đo gang với các tướng E5 các bạn nhá. Vâng, và đều có khả năng ăn hit rất là cao trong khi cháu nó mới E1 anh em. Thế này mà cháu lên E5 thì chắc là vô đối các bạn, không, tôi nghĩ chắc không có đối thủ. Trời ơi. Ô, có dâu đen này, dâu đen vẫn chịu nổi nhiệt anh em. Uầy, dâu đen vẫn chịu nổi nhiệt này. Ô, còn dâu đen anh em nhá, vẫn chịu nổi nhiệt tốt luôn á. Quánh kim đầu ulti mạnh, thường mạnh thế mà vẫn không ăn thua các bạn. Ulo nào, 4 triệu 2 anh em. Tiếp tục lên Ulo 4 triệu 2 anh em. Úi dồi. Úi dồi luôn anh em. Vâng, nhưng mà chúng ta có thể thấy một cái sự ao trình không hề nhẹ đến mà pha test vừa rồi. Ngoài ra về mini game tặng thẻ cao với một số bên kênh từ vô quên mất. Tôi hay bị quên nhỉ, không phải nói rõ nhiều bạn, các bạn đến tầm này mới nói. Và đâu thường nhiều khi các bạn, nếu bạn gì có những clip tôi còn quên không nói trên video luôn. Nếu video ngày hôm nay đạt 100 like thì ngày mai chúng ta sẽ có mini game tặng thẻ cao với code của show anh em nhé. Thế là bạn nào ủng hộ với event này đừng quên bấm like để ủng hộ video ạ. Đấy, nếu ngày mai khi mà chúng ta đủ lượt like thì ngày mai trên kênh Tự Tử Đường Phố sẽ có một cái mini game anh em ạ. Vô. Chú, xanh nó gây hiệu ứng nhiều quá anh em. Nhưng mà thường BG nó ulti mạnh thật sự các bạn ạ. Trời ơi, thì ulti BG mạnh quá. Cảm giác ao trình luôn ạ. Trời ơi. Chúng ta sẽ test với Big Mom một phát nữa anh em. Test với Big Mom một phát nữa luôn nào. Ây chà. Ây chà. Ok, nếu solo tay đôi thì tôi nghĩ là vẫn BG, vẫn nếu mà còn úp ngang tầm thì chắc là không có đối thủ anh em. Vì mới bây giờ mới E1 thôi mà đánh với E5 đã như vậy anh em. Thì nếu mà cháu nó mà lên được E5 thì tôi nghĩ là gần như là không có đối thủ các bạn. Các bạn thấy sao về tướng BG? Hãy cho tôi biết ở comment nhé. Còn video kết thúc ở đây, hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo. Giả thí. Bye bye.